phát hiện rẻ rửa bát trong nồi lẩu Tứ Xuyên. Một người đàn ông ở Thành Đô, Trung Quốc đề nghị nhà chức trách vào cuộc sau khi ông tìm thấy miếng rẻ rửa bát đã qua sử dụng trong nồi lẩu, mua về ăn với đồng nghiệp. Theo SCMP, phi điền video dẫn lời người đàn ông, họ Ninh cho biết, ông cảm thấy sửng sốt khi bắt gặp mảnh vải lớn tối màu trong lúc đang dùng món lẩu đặt về từ chuỗi nhà hàng Xiao Hot Pot ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên ở miền Tây Nam Trung Quốc vào ngày 28 tháng 12 năm 2022. Ông Ninh nói ban đầu cho rằng đây là miếng lòng bò, một thành phần phổ biến trong món lẩu Tứ Xuyên. Rồi chúng tôi nhận ra có điều bất thường. Hai đồng nghiệp của tôi lập tức nôn quậy, ông Ninh nói. Trả lời SCMV, một quản lý ẩn danh của Xiao Hot Pot cho biết sự việc xuất phát từ lỗi bất cẩn của nhân viên mới làm. Khi ấy, nhân viên này bị ốm. Cậu ấy mới 19 tuổi và vừa bắt đầu làm việc. Cậu ấy bị ốm nhẹ khi đang chuẩn bị món ăn, vị quản lý nữ giới này nói. Chúng tôi đã sa thải người này. Chúng tôi cũng đã đóng cửa nhà hàng để khắc phục và đang trao đổi với khách hàng về vấn đề bồi thường tài chính. Ông Ninh cho biết, hôm ấy đặt hai nồi lẩu hết 213 tệ, 30,5 USD cho mình và 5 đồng nghiệp phải làm thêm giờ. Ông nói ban đầu, còn do dự trước khi ăn khi thấy nước hai nồi lẩu khác màu nhau. Chúng tôi cuối cùng vẫn ăn vì tưởng một nồi bị dùng nhầm sốt cà chua, ông Ninh kể. Khi tôi gọi nhà hàng, họ thừa nhận đó là mảnh rẻ rửa bát vô tình rơi vào nồi lẩu. Nhà hàng đề xuất bồi thường gấp 3 lần hóa đơn thanh toán nhưng ông Ninh từ chối. Ông nói chỉ muốn nhà chức trách điều tra.